Hello, xin chào anh em, mình là Vinh. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái kìm cắt cáp chất lượng cao của hãng Top Tool dòng 8 inch. Anh em nhìn cái thiết kế của nó thôi là anh thấy nó ngon rồi ha. Thì cái bộ cái kìm cắt cáp này đó là chuyên dùng để anh em cắt mấy cái cọng thép á, cắt thép kìm cộng lực. Cái này là kìm cộng lực, kìm này là kìm cộng lực nhưng mà cắt nhanh, tại vì anh em thấy nó sẽ tự bung ra. Chất liệu thép thì anh em nhìn thôi là không biết là hàng dữ rồi đó. Anh em coi để ý nha, mấy cái đồ cái này nó không có mài hết đâu nha, tại vì nó mài xong rồi nó lấy thôi. Nếu mà hàng Nhật thì nó sẽ đánh bóng thêm một lần nữa thì mình sẽ thấy những cái chi tiết này nó hoàn thiện tốt hơn. Còn cái hàng này nó chỉ tập trung vào cái lưỡi mài thôi, cái lưỡi và cái chất liệu thôi, miễn sao cắt ngon là ok. Chất liệu anh em thấy quá trời đẹp luôn, cái liệu nhìn cái chất liệu này thôi là mình biết là hàng xịn rồi. Bây giờ mình sẽ cắt thử cho anh em xem nha. Đó, đây là một cái cọng dây thắng ha. Ôi chắc như chơi vậy anh em ơi, quá nhẹ nhàng luôn. Nè anh em nhìn nè, cắt phía đầu luôn nè đó. Còn anh em dùng cắt phía đít á, phía trong á, nó bể ra vẫn cắt được nè, anh em thấy ngon lành chưa? Đó, rất là ngon lành luôn, quá đã. Thì những anh em nào đang có nhu cầu mua một cái kìm cắt cộng lực ha, cái này là vừa cắt cộng lực mà nó chất lượng một tốt một chút, ngon lành một chút và giá thì phù hợp, thì đây là một lựa chọn rất là tốt. Anh em hãy dùng cắt dây cáp, cắt dây điện, cắt dây kẽm, cắt dây lò xo, tùy anh em thôi. Mình sẽ lấy một cái lò xo mình cắt cho anh xem. Đây là dây kẽm nè, dây kẽm cắt thì như chơi ha, không có gì để nói. Đây là lò xo nha anh em, lò xo. Thì lò xo thì nó sẽ rất là cứng á, thì bây giờ mình sẽ cắt lò xo cho anh em xem nè. Đó, lò xo nè. Anh em cắt ráng đưa vô phía trong nha, càng vô phía trong thì làn lợi lực nó sẽ càng bền cho cái kiểm mình. Còn anh em đưa ra phía ngoài anh em cắt nó mệt lắm, nó nặng tay của mình lắm. Đưa ra phía ngoài này cắt rất nặng tay. Đưa vô ráng vô đuôi xuống xong chút xíu cắt nó nhẹ. Ok. Quá ngon, cho một cây kìm như thế này và giá bán của nó chỉ có 519.000, dòng Heavy Duty luôn nha anh em. Dòng này dòng công nghiệp luôn á, nè, Heavy Duty White Cutter. Cái này thường người ta dùng để cắt dây điện thôi chứ người ta không phải dùng để cắt mấy cái dây này đâu, dây điện nè. Dây điện nè. Dây điện thì cắt giống như là anh em cắt cắt bột vậy đó. Không có cảm giác. Không có cảm giác về lực luôn. Đó. Hàng này là cái tay của nó là chống trượt nha anh em. Cái dàn này là dàn chống trượt. Chất liệu là alloy steel, là thép mà tôi thép cứng xịn luôn á. Nó có mấy cái màu đen như vậy. Nè, quá ngon. Cắt vài nhát nữa cho anh em xem chơi. Nè. Đó. Trên đầu đít gì cắt được hết, cắt ngon lành hết. Nè anh em xem ha, cái dấu màu trắng trắng á là do là mình mới cắt, tại cái này chất liệu nó là màu đen nên khi mình cắt á là nó sẽ lọt đi cái lớp oxy hóa bên trên nên nó sẽ ra cái màu trắng trắng như vậy. Cái kìm này mà nó mài hoàn thiện những cái chi tiết này thêm thì mình nghĩ nó sẽ ngon hơn. Nhìn nó hơi những cái chi tiết này, ví dụ nó còn dư ba vớ nè, nhìn nó không ngon lắm ha. Nên mình nghĩ nó làm vậy chắc để nó tiết kiệm chi phí thôi chứ không gì hết. Quá ok luôn, quá sát. 519.000 cho một cây kìm như thế này và giá này chưa gồm phí vận chuyển. Anh em có nhu cầu mua thì đặt hàng tại store1.vn hoặc đến trực tiếp là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, Phố Hồ Chí Minh. Store1, siêu thị dụng cụ cầm tay số 1 Việt Nam. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.